Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng ta đã có tín hiệu. Chúng ta đã có tín hiệu của trận đấu giữa cặp đấu của Kiên Thủ Đô và Bảo Châu. Đây là hai cao thủ đang có hiểm khích rất lớn ở server này, khi liên tục vỗ nhau trên bãi, cũng như bây giờ ngay tại lúc này đang vỗ nhau ở trong giải tam đại anh hào của S1 Đại Trung Nguyên. Sự xuất hiện của bên đội xanh đó là Kiên Thủ Đô, Băng Thần và Tèo. Bên đội tím thì có sự xuất hiện của Vô Danh, Bảo Châu, Ngami và Vô Cảm. Chúng ta hãy cùng xem, không biết là trận đấu này ai sẽ là người chiến thắng, và người chiến thắng sẽ là người có thể gáy khét ở trên group, và đó là cái người có gọi là một cái tiếng cúc cu ở trên group. Chúng ta cùng chờ đợi xem, một phút nữa trận đấu sẽ được bắt đầu. Chúng ta cùng nhìn xem bên đội xanh, một sự xuất hiện của Kiên Thủ Đô đó là một Thiếu Lâm Đao. Vị trí của Tèo đó là một con Đường Môn Bảo Vũ. Vị trí của Băng Thần đó là một con Ngami. Trong khi đó thì bên đội tím có sự xuất hiện của Vô Danh, cũng là một con Thiếu Lâm Đao. Bên Bảo Châu Ngami đó là một con Ngami. Và ai nữa nhỉ? Vô Cảm là một con Cái Băng Sông. Về chênh lệch hai bên thì em đánh giá là bên đội xanh có phần đỉnh hơn, khi có sự xuất hiện của một con Đường Môn. 20 giây nữa trận đấu sẽ được bắt đầu. Vỗ nhau chưa? Chúng ta cùng chờ đợi nào. Trận đấu đã được bắt đầu rồi. Bảo Châu Ngami đang chụp vào vị trí của ai đó. Bảo Châu Ngami đang chụp vào vị trí của Tèo. Trong khi đó Băng Thần đang chụp vào vị trí của Vô Cảm. Kiên Thủ Đô đang giữ lấy vị trí. Đã có ai phải nằm xuống hay chưa? Chưa có ai phải nằm xuống cả. Vô Cảm đang tới liên tục vào vị trí của Tèo. Tèo đang phải nhồi máu. Tèo đang chạy. Vô Danh đang liên tục chém vào vị trí của Tèo. Tèo có cứa hay không? Tèo đang bị đơ rồi. Đang liên tục. Vâng, một pha mê ảnh tung đực rất ra, nhưng mà Tèo đang bị phối cướp liên tục vào mồm. Trong khi đó thì Kiên Thủ Đô Băng Thần đang chém liên tục vào mồm của Bảo Châu. Vâng, Tèo, vâng, Tèo đang di chuyển rất là nhanh. Một pha, vâng, đang bị chụp liên tục. Đã có cả bóng đèn trên đầu rồi. Nhưng mà Tèo có làm được không? Nghèo cũng phải cho thằng Tèo đi không? Tèo đã dậy được rồi. Đang liên tục bị chém vào mồm. Những pha phối cướp liên tục tới từ vị trí của đội tím vào mồm của vị trí của Tèo. Ngami đang chụp vào vị trí của Tèo. Tèo có phải nằm xuống hay không? Vô Cảm liên tục chụp vào vị trí của Tèo. Một pha mê ảnh tung ra. Vâng, sư tử ống đã được bung ra từ vị trí của Vô Danh. Bảo Châu Ngami đang liên tục chụp vào của vị trí của Tèo. Khá nhiều là cái lượng phòng thủ. À, nhầm, cái lượng phục hồi. Khó rồi. Thiếu Lâm Ngami. Cái bàn liên tục chụp vào vị trí của Tèo. Làm sao bây giờ đây? Khả năng là máu của Tèo cũng rất là khó. Vâng, đang bị đơ. Liệu có chống chết hay không? Tèo đã phải nằm xuống rồi. Có rồi, Kiên Thủ Đô tiếp tục là bị trưởng vào vị trí. Vô Cảm đang trưởng liên tục vào vị trí của Kiên Thủ Đô. Có rồi, Kiên Thủ Đô đang cố gắng gồng gánh. Trong khi đó thì Băng Thần đang cố gắng chụp vào vị trí của Vô Cảm. Vô Danh thì đang chém liên tục vào vị trí của Băng Thần. Liên tục là những pha sư tử hống rất tốt tới từ vị trí của Danh, làm choáng được đối phương. Vâng, cũng là một pha sư tử hống trái đáp trả từ vị trí của Kiên Thủ Đô. Tiếp tục là một pha sư tử hống nữa. Một phút trôi qua thì hiện tại đang là tỷ số là 3-2. Vâng, Kiên Thủ Đô đã phải nằm xuống ở 3-1. Mà 3-1 thì cũng chốt que rồi. Băng Thần cũng sẽ phải gì? Hạ ngã ngựa mà thôi. 1-0 dành cho bên Bảo Châu. Đến với trận đấu thứ hai của cặp đấu giữa Kiên Thủ Đô và Bảo Châu Ngami. Chúng ta cùng chờ đợi xem nào. Hiện tại thì sau trận đấu đầu tiên là 1-0 đang nghiêng về của đội team Bảo Châu. Chúng ta cùng đến với trận đấu thứ hai. Liệu là một màn phục thù ngọt ngào hay là một pha ngã ngựa mà không có một bàn thắng để đời, không có một bàn thắng vinh dự. Chúng ta cùng chờ đợi xem. 20 giây nữa sẽ là bắt đầu. Khả năng Tèo vẫn sẽ là người bị phó cơ liên tục vào mồm mà thôi. Đang cứa cho mình con Hán Huyết Long Cầu. Vâng, đang được cứa. Vâng, Tèo bây giờ đứng lại. Vâng, Tèo khó rồi. Nghe không phải cho thằng Tèo đi học, nhưng mà Tèo thì bị bốc hơi luôn. Đứng lại cứa và bị bốc hơi. Khá là ảo mà Canada. Quá khó chịu luôn. Đợi đi,